người ta kêu quá trời không ra mở cửa. Nãy giờ đứng ngoài đó trai nó cua quá trời luôn. Số điện thoại quá trời luôn mà đâu có dám cho đâu. Sao dám cho? Lần sau mà còn nghịch đồ của chị nữa ăn đòn nghe chưa? Ăn đòn. Vâng ạ. Biến. Cút. Mày nhại ai? Đòn đánh ngay. Mắt dậy. Biến. Dừng lại một chút thôi, người ngủ say anh đang tìm kiếm. Chẳng còn điều gì khó khăn để can ngăn anh tới bên em. 진정 즐길 줄 아는 여러분이 이 나라의 챔피언입니다. 되고파 너의 오빠 너의 사랑이 나 너무 고파 되고파 너의 오빠 널 갖고 말 거야 두고 Anh có thể hỏi em một câu ngu ngốc được không? Hỏi đi. Làm vợ anh nhé. Em có thể trả lời một câu ngu hơn không? Câu gì? Chịu. Em bắt bao lần đã có nhiều lắm phải quên đi mà tim mới sao mềm yêu. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên ai, đừng quên đôi môi ánh mắt hay giọng nói chân lòng. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau, có những lúc anh muốn nói thật nhiều điều, những điều chưa.
Yeah.